Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2015. Một lần nữa, y sư Thánh Gióng cảnh báo cho tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta khắp mọi nơi được biết gấp về việc cơ trời đang chuyển. Đó là lý do tại sao những phép lạ, hình ảnh đặc biệt này hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Người Việt Nam mau mắn vào trang website faceguardjesusquire.com xem xét, học hỏi về những phép lạ này, cùng lúc phủ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây sẽ xảy ra ở tại miền Đông Bắc Á Châu và cũng như sẽ xảy ra ở tại miền Tây Bắc Mỹ Châu. Và cả quả địa cầu sẽ đối diện với những khủng hoảng kinh tế trầm trọng và sẽ có những sự đói kém và cũng như xung đột khủng khiếp, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và lúc đó chỉ có những kẻ nào đã và đang dốc lòng sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là sống thiện lành và thực thi theo những điều chỉ dạy, thực thi theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu thì mới được cứu rỗi. Bằng ngược lại, những kẻ hung dữ ác độc, kiêu ngạo, ích kỷ, độc tài thì chắc chắn sẽ bị bắt nhốt chung với bọn quỷ Sa-tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và đây là bọn quỷ Sa-tăng đã hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại. Đây, mặt quỷ Sa-tăng đây nè, mắt, mũi, miệng, và đồng thời đây là cũng cảnh báo về việc động đất, tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây. Sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và cũng như sẽ có nhiều linh hồn bị quỷ Sa-tăng bắt làm nô lệ, vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đồng bào mau mắn vào trang website faceguardjesusquire.com xem xét, học hỏi về những sấm lệnh và những phép lạ này. Đồng thời copy những hình ảnh này phân phát cho đồng bào bá tánh khắp mọi nơi được biết gấp. Cũng như nhạc tĩnh tâm, đồng bào có thể sang lại rồi phân phát cho tất cả mọi người được hưởng. Và cũng như nhất là phân phát những hình ảnh phép lạ này và những sấm lệnh này đến cho đồng bào nhân loại được biết gấp. Bởi vì nhân loại đang đối diện với sự chuyển mình của càn khôn, tức là tận thế bắt đầu. Nhân loại sẽ được thăng tiến vào thế giới cao hơn, dành cho những người hiền hòa, biết vâng lời Cha Trời Giê-xu. Còn những kẻ nào ngỗ nghịch, ích kỷ, kiêu ngạo, ác độc, chối bỏ Cha Trời Giê-xu là đứng cứu rỗi duy nhất, thì chắc chắn những kẻ đó sẽ đối diện với những sự xử phạt và cũng như sẽ đối diện với bọn quỷ Sa-tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay, tôi chính đây y sư Thánh Gióng Minh Vương Việt Nam. Và tôi sẽ có mặt ở Việt Nam một ngày rất gần đây, bởi vì trọng trách của tôi làm việc ở hải ngoại trên 40 năm nay đã sắp hoàn thành. Và tôi đang chuẩn bị trở về Việt Nam theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Vì thế đồng bào hãy chuẩn bị thu xếp đón tiếp tôi, đón rước tôi về Việt Nam gấp. Đồng bào người Việt Nam hãy nghe lời tôi hướng dẫn, bởi vì tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, y sư Thánh Gióng tái thế cứu Việt Nam. Tôi cần đồng bào đồng hành với tôi để làm việc xây dựng quê hương xứ sở Việt Nam, và đồng thời nhắc nhở kêu gọi nhân loại mau mắn ăn năn sám hối, bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Lời nhắn nhủ này cho tất cả đồng bào Việt Nam, và đồng thời nhắn nhủ cho ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, cá mè một lứa, đa số là như thế. Hãy nghe lời tôi hướng dẫn, mau mắn
sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có cơ hội. Đây là sấm lệnh của Cha Trời ban cho, ra lệnh Minh Vương Việt Nam, Y Sư Thánh Gióng tái thế, phán bảo như thế. Người Cộng sản Việt Nam hãy mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi cùng đồng bào làm việc để xây dựng đùm bọc đồng bào, và cũng như để nhắc nhở cảnh báo nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra và làm cách nào để được cứu rỗi. Vì nhân loại cần được biết về những sấm lệnh này gấp. Những kẻ nào không tuân lệnh đặc biệt này thì sau này những kẻ đó sau khi chết, linh hồn sẽ bị nhốt chung với nhau hàng ngàn năm, rất là sầu khổ, đau buồn khủng khiếp và khốc liệt, và thậm chí những kẻ ác độc có thể sẽ bị lửa nóng nhiều tỷ độ đốt nhiều ngàn năm, vô cùng kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Tôi nói trước để sau này đừng có trách móc tại sao Thánh Gióng không cảnh báo trước. Vâng, tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, Y Sư Thánh Gióng tái thế, lãnh đạo và đang làm việc cứu Việt Nam và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2015. Một lần nữa, Y Sư Thánh Gióng cảnh báo khẩn cấp cho tất cả mọi người Việt Nam cần được biết gấp về những sấm lệnh này, vì tận thế đang bắt đầu xảy ra.